Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Monthly Notices của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia, các nhà thiên văn học đã phân tích ánh sáng từ các ngôi sao riêng lẻ để hiểu cách tạo ra dải ngân hà. Trong những ngày đầu của dải ngân hà, thiên hà là một tổ hợp hỗn hợp của các ngôi sao và khí. Nghiên cứu mới này cho chúng ta biết những thành phần đó bắt nguồn từ đâu, phân biệt giữa những ngôi sao nào có nguồn gốc bên trong thiên hà và những ngôi sao nào bắt đầu cuộc sống của chúng bên ngoài thiên hà. Mặc dù thiên hà nhà của chúng ta là thiên hà đã được nghiên cứu và hiểu rõ nhất, chúng ta vẫn không hiểu chính xác cách nó hình thành và phát triển. Bằng chứng mới thu được thông qua nghiên cứu này giúp chúng tôi hiểu những yếu tố nào đã hình thành nên nó. Bây giờ chúng ta có thể nói một cách dứt khoát rằng dải ngân hà hình thành từ sự va chạm của rất nhiều thiên hà nhỏ hơn nhiều. Nhóm khảo cổ học thiên hà với ECMAS GALAS đã sử dụng kính thiên văn có bước sóng quang học lớn nhất ở Úc, kính viễn vọng ENIAC AAT, để nghiên cứu quang phổ của hơn 600.000 ngôi sao bằng thiết bị ECMAS, máy đo phổ đa nguyên tố hiệu quả và độ phân giải cao. Điều này cho phép nhóm nghiên cứu xem ánh sáng do nhiều ngôi sao khác nhau phát ra như một hàm của bước sóng, còn được gọi là quang phổ của một ngôi sao. Các ngôi sao được tạo thành từ nhiều nguyên tố khác nhau có các ký hiệu độc đáo, giống như dấu vân tay, trong các quang phổ này. Kỹ thuật này cho phép nhóm nghiên cứu đo lường thành phần của các ngôi sao, đặc biệt xem xét sự phong phú của 30 nguyên tố khác nhau, ví dụ, natri, sắt, magie, mangan. Các ngôi sao sẽ có nhiều nguyên tố khác nhau tùy thuộc vào nơi chúng được sinh ra và vật chất mà chúng được hình thành. Việc nghiên cứu các ngôi sao hiện tạo nên thiên hà của chúng ta cho phép nhóm nghiên cứu ước tính kích thước của các thiên hà đã va chạm và kết hợp để tạo thành dải ngân hà như chúng ta biết ngày nay. Kỹ thuật này cũng giúp nhóm nghiên cứu hiểu được các đặc điểm cụ thể của thiên hà hình thành như thế nào. Kết quả của nghiên cứu này làm sáng tỏ lý do tại sao lại có hai nhóm sao khác biệt trong đĩa thiên hà, một nhóm sao già hơn nhiều nằm ở chỗ phình ra ngoài đĩa thiên hà, và một nhóm sao trẻ hơn tồn tại ở dạng mỏng, dải trong mặt phẳng của thiên hà. Nhóm đã sử dụng những hiểu biết mới về thiên hà của chúng ta thu thập được từ dữ liệu thu được từ kính thiên văn Gaia của cơ quan vũ trụ châu Âu. Nhiệm vụ của Gaia là tạo ra bản đồ 3 chiều chi tiết nhất của dải ngân hà cho đến nay, giúp các nhà thiên văn học hiểu được quỹ đạo, thành phần, sự hình thành và tiến hóa của thiên hà của chúng ta. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các chuyển động thích hợp hoặc tốc độ và hướng của nhiều ngôi sao trong không gian để tìm các nhóm sao di chuyển theo các hướng rõ ràng khác nhau. Nếu nhóm nghiên cứu tìm thấy những ngôi sao di chuyển theo hướng khác với một ngôi sao trong dải ngân hà điển hình, họ đưa ra giả thiết rằng những ngôi sao này không có nguồn gốc từ dải ngân hà mà bị tiêu hao bởi dải ngân hà thông qua một vụ va chạm với một thiên hà nhỏ hơn nhiều. Để xác nhận thêm nguồn gốc ngoài thiên hà của những ngôi sao này, các thành phần hóa học đã được đánh giá. Cuộc khảo sát của GALAS cuối cùng sẽ quan sát hơn 1 triệu ngôi sao ở mọi lứa tuổi và các vị trí khác nhau trong dải ngân hà để hiểu đầy đủ về lịch sử và sự hình thành của thiên hà quê hương của chúng ta. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.